cuộc bầu cử tổng thống năm nay bảo đảm sẽ đi vào lịch sử như một cuộc bầu cử lạ lùng nhất nếu không muốn nói là tồi tệ nhất lạ lùng không phải vì kết quả bất ngờ đã mang cái tạm gọi là chiến thắng về cho một chính khách lờ mờ nhất trong lịch sử chính trị mỹ mà nếu muốn dùng danh từ hợp thời trang ta có thể gọi ông này là ông blm tức biden lờ mờ mà lạ lùng vì chưa bao giờ lại có hiện tượng gian lận phiếu tràn ngập như ta đang thấy lạ lùng vì bình thường, những chuyện gian lận này rất thường thấy trong các xứ chậm tiến, dân trí chí thấp, chính quyền gian xảo, chứ hiếm khi thấy ở mức quy mô tại cái xứ thành đồng của dân chủ, của văn minh của dân trí vân vân. Đã vậy, lại là gian lận xuất phát từ cái đảng tên là dân chủ mới thật là mỉa mai chứ. Dĩ nhiên, chuyện gian lận lớn lao đến mức nào, có hậu quả như thế nào trong kết quả bầu cử là chuyện cho tới lúc này chưa ai có thể biết rõ được. Có thể chỉ là cái mà dân Mỹ gọi là một cơn bão trong tách trà, để rồi sẽ tan biến mau chóng, chẳng có hậu quả gì nghiêm trọng. Nhưng cũng có thể đã có gian lận ở mức quy mô vĩ đại, thay đổi hẳn ý dần. Chuyện này, ta hãy cứ chờ xem. Ngay bây giờ, ta tạm nhìn qua những gì đang thấy. Trước hết, phải nói ngay lập tức, nhiều cụ dị ứng trâm huynh hoang ca bài đại thắng mùa thu rồi công kích Tổng thống Trump ngoan cố tham quyền chưa chịu thua. Thưa quý cụ, vấn đề không phải là về cá nhân ông Trump tham quyền cho cá nhân ông, mà dù muốn hay không, ông cũng có bổn phận phải tranh đấu tiếp tục, vì đã có hơn 72 triệu dân Mỹ muốn ông làm Tổng thống, muốn ông ngồi ở đó để thực hiện những gì họ muốn cho nước Mỹ và cho họ. Dù muốn hay không, ông vẫn có trách nhiệm đối với họ, đối với những người đã bầu cho ông, không ai muốn ông đánh đấm bằng mọi giá để chiếm quyền hay gian lận đủ kiểu để chiếm thắng lợi nhưng tối thiểu ông cũng phải tận dụng mọi phương tiện hợp pháp để thực hiện ý nguyện của những người dân đã tin tưởng nơi ông bất kể thành công hay thất bại nhất là khi những chuyện gian lận tràn ngập khắp nơi tổng thống buscon đã nói rất rõ tổng thống trump hoàn toàn có quyền chính danh và chính đáng đòi hỏi việc đếm phiếu lại hay thưa kiện để mọi chuyện được mang ra ánh sáng. Nếu cụ Biden đàng hoàng và tự tin, chính cụ cũng phải có thái độ y như Tổng thống Bush còn, tức là hoan nghênh mọi việc đếm phiêu lại và điều tra các vụ gọi là có thể đã có gian lận. Không có tật, không cần phải giật mình, phải không thưa cụ Biden? Diễn đàn trái chiều sẽ không liệt kê những cả ngàn chuyện luộm thuộm khét lẹt mùi gian lận mà báo chí đã đăng quá nhiều rồi. Đây là bài bình luận, không phải là báo tin tức. Tuy nhiên, sẽ bàn qua vài trường hợp lớn xin được nói ngay việc nêu lên những trường hợp gian lận chỉ nhằm mục đích thông tin cho quý độc giả biết tình hình chiến sự tuyệt đối không có nghĩa là diễn đàn trái chiều này tin những chuyện đó là thật hay không tin là thật diễn đàn trái chiều không ở trong tư thế có khả năng hay phương tiện để kiểm tra tính thật giả của những tin này nhất là trong giai đoạn này khi mà thiên hạ còn đang mất hồn vì kết quả bầu cử người quá vui kẻ quá buồn nên có khuynh hướng dễ bị kích thích quá chớn tung đủ loại tin giật gân hay tin đủ loại fake news hay chối bỏ mọi tin thật phản ứng của thiên hạ đối với những tin gian lận như thế nào dễ đoán thôi những người ủng hộ tổng thống trump dĩ nhiên tin chắc hơn đinh đóng cột gian lận quy mô là sự thật là đã có những chiêu trò gian lận lớn tại vài tiểu bang then chốt để hại tổng thống trump và đưa cụ biden lên nắm quyền phe cuồng chống trump thì ngược lại bác bỏ tất cả coi như toàn là tin vịt hết chẳng có gì đáng quan tâm sự thật thưa quý vị nằm đâu đó trong khoảng giữa hai quan điểm trái ngược như trên nghĩa là tất nhiên đã có gian lận thật chứ không thể nói là toàn là tin vịt nhưng bù lại cũng chưa có bằng chứng gì là đã có gian lận lớn có tổ chức được phối hợp và điều hành bởi lãnh đạo đảng dân chủ từ cấp liên bang tới tiểu bang và nhất là địa phương quy mô đến mức độ đã thay đổi ý của dân mỹ nhân đây diễn đàn trái chiều cũng khẩn khoản kêu gọi độc giả của diễn đàn nên thận trọng và bình tĩnh tránh tỏ ra quá cực đoan hung hãn cần phải tin tưởng vào công lý của nước mỹ đồng thời cũng phải sẵn sàng chấp nhận quyết định của dân mỹ của tòa án mỹ bất kể là có hợp ý với mình hay không từ câu chuyện gian lận trên căn bản phải nhìn cho rõ có hai loại gian lận gian lận bất hợp pháp và gian lận hợp pháp. Thứ nhất, về gian lận bất hợp pháp, những trường hợp gian trá trong kiểm và đếm phiếu là có thật, có rất nhiều. Một phần không nhỏ có thể là những tai nạn, sơ ý, sai suất không cố ý, máy móc trục trặc vân vân. Nhưng thực tế đã cho thấy những trường hợp trục trặc đã quá nhiều, nhiều hơn xa những vụ tai nạn sơ ý, đưa đến nghi vấn lớn là thực sự đã có gian lận tràn lan hiện nay đã có cả mấy chục vụ thưa kiện về gian lận hay chính xác hơn phải gọi là bất thường trong nhiều tiểu bang trong khi báo chí bằng chứng cụ thể đã có rất nhiều theo tin báo chí bằng chứng cụ thể đã có rất nhiều chuyện bất thường xảy ra đặc biệt là tại hai tiểu bang then chốt là pennsylvania và michigan diễn đàn trái chiều xin đơn cử một ít chuyện tiêu biểu điều tra đặc biệt của báo the evertime tại pennsylvania cho thấy nhiều phiếu bầu đã được gửi đi. Sau đó, Ủy ban bầu cử nhận lại được có khi một ngày sau, có khi cùng ngày, thậm chí có trước cả ngày gửi. Trung bình theo sở bưu điện, một bức thư gửi đi phải mất hai ngày rưỡi. Cho dù cử tri điền phiếu rồi gửi về liền cũng phải mất tới năm ngày. Tại Pennsylvania, theo thống kê chính thức của tiểu bang, tỷ lệ phiếu bằng thư bất hợp lệ là 0,03% tức là trong 10.000 phiếu thì chỉ có 3 phiếu là bất hợp lệ. Theo nghiên cứu của tạp chí The National Post, đây là chuyện hoàn toàn không thể có theo xác suất thống kê. Trong kỳ bầu primary vừa qua, tiểu bang New York có tỷ lệ bất hợp lệ trên 21% trong số phiếu gửi qua bưu điện, tức là trong 10.000 phiếu đã có tới 2.100 phiếu bất hợp lệ. Còn tại Michigan, người ta khám phá ra một máy bầu đã trục chặt lạ. Bất kể cử tri bầu ai, máy cũng tự động ghi nhận là Biden hết. Ít nhất đã có một máy ghi lộn tới 6.000 phiếu. Câu hỏi là trên cả nước, đã có bao nhiêu máy bị trục chặt kiểu này? Mà cái máy trục chặt này khôn thật, tại sao không trục chặt? Chạy qua tên của Trump hết, mà cũng chỉ trục chặt ở tiểu bang sôi động then chốt mà thôi. Mà không hư hỏng ở Texas hay Cali hay New York. Tòa Bạch Ốc cũng đã công bố danh sách một số trường hợp gian lận. Không rõ tài liệu này chính xác đến mức nào, nhưng xin trích dẫn lại để rộng đường dư luận. Đây là những chuyện mà thiên hạ bàn loạn sàng ngầu. Phải nói ngay, trong số đó, có nhiều chuyện có thật nhưng cũng không thiếu những chuyện phịa hoàn toàn. Vấn đề đang được các nhà chức trách địa phương, tiểu bang và cả liên bang tìm hiểu, điều tra. Có gian lận thật không? Dĩ nhiên là có. Không ai có thể chối cãi được. Cùng lắm chỉ có thể đặt vấn đề gian lận quy mô tới mức nào mà thôi. Truyền thông dòng chính và dĩ nhiên là truyền thông vẹt đã gân cổ khẳng định, không có gian lận gì ráo. Bất cần biết các chuyện luộm thuộm trắng trợn nêu trên, chỉ khiến kẻ này nhớ lại năm xưa. Cả thế giới biết Cộng sản Bắc Việt tung cả chục sư đoàn bộ đội chính quy vào Nam, nhưng Cộng sản Bắc Việt gân cổ nhất quyết chối phẳng, mãi cho tới sau ngày 30 tháng 4, sau cả chục năm chiến tranh, và sau khi đã chiến thắng trọn vẹn, chúng mới bất cần dối trá nữa nhìn nhận đã có cả mấy trăm ngàn quân chính quy đánh nhau trong nam bây giờ tình hình cũng tương tự tuy hơi khác ở điểm đảng dân chủ gian trá thắng cử rồi vẫn khẳng định là không có gian trá phần lớn những gian lận trong cuộc bầu cử qua không phải từ những cuộc bầu tại các phòng phiếu cử tri đến tận nơi bỏ phiếu mà hầu hết qua những phiếu bầu bằng thư cụ nhà báo nguyễn tài ngọc viết bài rất hoành tráng khẳng định không có gian lận gì hết tất cả chỉ là tin láo cụ chứng tỏ mình là chân lý và khẳng định chắc chắn như đinh nóng cột qua một bài viết rất dài ta không rảnh để xem lại cả bài chỉ cần liếc qua vài biện giải của cụ ta đây nhé nguyễn tài ngọc viết rằng trump nói trump thắng wisconsin michigan pennsylvania và georgia láo vì vẫn còn đang đếm phiếu xin hết trích phản hồi của diễn đàn trái chiều tổng thống trump chỉ nói đến kết quả ngay đúng khi đó thôi nếu nói Tổng thống Trump nói láo vì còn đang đếm phiếu, thì tất cả truyền thông dòng chính và cả cụ Biden cho đến bây giờ vẫn nói láo hết. Vì cho đến khi truyền thông dòng chính phán cụ Biden thắng, và ngay cả khi cụ Biden đọc diễn văn khoe đã đắc cử, vẫn còn đang đếm phiếu trên tất cả 50 tiểu bang. Xin hết trích. Nguyễn Tài Ngọc nói rằng, Trump nói bỏ phiếu bằng thư là gian lận. Không có một tí ti gian lận gì khi bỏ phiếu bằng thư. Xin hết trích phản hồi của diễn đàn trái chiều, Nguyễn Tài Ngọc nói láo khi cho rằng không có tí ti gian lận nào. Hiện nay báo chí loan tin có không biết bao nhiêu chục vụ gian lận, đang có cả chục vụ kiện trên bốn tiểu bang. Chưa có phán quyết của tòa mà Nguyễn Tài Ngọc đã có phán quyết rồi. Xin hết trích. Nguyễn Tài Ngọc viết, Trâm nói phiếu đếm cho mình đang thắng thì bỗng nhiên biến mất. Láo, cao buộc không một bằng chứng. Làm sao mà tự nhiên biến mất được? khi có bao nhiêu là quan sát viên có mặt ngay tại phòng kiểm phiếu. Xin hết trích. Trước hết, phản hồi của diễn đàn trái chiều. Trước hết, Nguyễn Tài Ngọc tiếng Anh lờ mờ dịch sai. Động từ widow away có nghĩa là làm nhỏ đi, không có nghĩa là phiếu biến mất. Tổng thống Trump hiển nhiên nói về mức thắng phiếu của ông giảm đi trong 2-3 ngày sau ngày bầu cử. Không nói phiếu bỗng nhưng biến mất. Thứ nhì, nói không biết có bao nhiêu là quan sát viên mới đúng là nói láo tại Pennsylvania lợi dụng đe dọa nhiễm COVID, các phòng phiếu cấm việc hai người cùng kiểm phiếu như thông lệ, cấm không cho quan sát viên của bất cứ đảng nào hay của báo chí đứng gần. Đảng Cộng Hòa phải kiện, tòa phán là phải cho quan sát viên đứng theo dõi, tuy không cho đứng gần hơn 6 feet. Đứng xa kiểu đó, chẳng có cách nào nhìn thấy gì hết, chẳng thể nào nhìn thấy chữ ký có đúng hay không, dấu bưu điện ngày nào, có bao nhiêu nhân chứng ký tên, vân vân Nguyễn Tài Ngọc viết, Trump nói ở những tiểu bang swing state, đảng Dân Chủ kiểm soát nơi đếm phiếu hành động theo ý của mình, láo 100%. Tất cả nơi đếm phiếu trên nước Mỹ đều có sự hiện diện của báo chí, đại diện của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Thời đại Internet bây giờ, rất nhiều nơi gắn camera streaming cho công cộng xem, nên không thể nào có chuyện gian lận và không thể nào chỉ có một đảng kiểm soát. Xin hết trích. Phản hồi của diễn đàn trái chiều chuyện hiện diện của quan sát viên của hai đảng và báo chí vừa bàn ở trên. Còn chuyện camera, vâng, xin xem và giải thích dùm những người này đang làm gì đây. Nguyễn Tài Ngọc viết tiếp, trong lịch sử tranh cử Tổng thống Mỹ, có ba thứ chưa từng một ứng cử viên nào làm, mà chỉ một mình Trump đã làm đủ cả ba điều đó. Thứ nhất, than phiền hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ là gian lận. Thứ hai, không công nhận là mình thua. Trump hăm dọa sẽ nộp đơn thư tất cả các tiểu bang Trump thua phiếu và không công nhận là mình thua. Thứ ba, không một ai thua cuộc mà không gọi chúc mừng đối thủ. Trump nhất quyết không chúc mừng Biden. Xin hết trích. Phản hồi của diễn đàn trái chiều. Không biết ông Nguyễn Tài Ngọc qua Mỹ năm nào. Nhưng năm 2000, Phó Tổng thống Al Gore đã không chấp nhận mình thua. Tố phe Cộng Hòa tại Florida đếm phiếu gian lận, đòi đếm phiếu đi đếm phiếu lại, không gọi chúc mừng Bush Thưa kiện liên miên bất tận trong hơn một tháng, cho tới ngày 12 tháng 12 khi tối cao pháp viện chặn đứng mọi thưa kiện, đưa đến chiến thắng của thống đốc Bushcon. Năm 2016, bà Hillary cũng không chấp nhận thua, kêu gọi đếm phiếu lại tại ba tiểu bang Wisconsin, Michigan và Pennsylvania. Nói chung, hiện nay đang có cả mấy chục vụ thưa kiện, cũng như điều tra của Bộ Tư pháp, nên chưa ai biết cuối cùng sẽ như thế nào, theo ý kiến cá nhân những vụ thưa kiện này và điều tra này có tính lắt nhát cục bộ trên nguyên tắc khó có thể thay đổi được kết quả bầu cử chung của cả tiểu bang nhưng ngược lại cũng không thể phớt lờ bỏ qua những vụ kiện này được vì tại những tiểu bang then chốt nhất như pennsylvania georgia wisconsin arizona số phiếu thắng cử của cụ biden rất nhỏ rất có thể bị lật ngược nếu tổng thống trump thắng nhiều vụ kiện vấn đề thứ hai gian lận hợp pháp Đúng ra đây mới thực sự là chuyện quan trọng đáng nói, vì có thể thay đổi kết quả bầu cử một cách quy mô. Ông Ron Klain, người đã được cụ Biden bổ nhiệm làm tránh văn phòng nếu ông đắc cử tổng thống, vào năm 2014 đã nhận định bầu cử ở Mỹ bị lũng đoạn hay thao túng tới 68%. Nghĩa là trên thực tế, bất kể gian lận hay không, các thế lực như các chính quyền từ liên bang tới tiểu bang cho đến địa phương, truyền thông và các nhóm áp lực vân vân đều có thể thao túng kết quả bầu cử theo ý mình, tùy nỗ lực của họ, trong khi ý dân thực sự chỉ là yếu tố nhỏ. Trước hết, phải nói thông đồng giữa các khối thế lực đó tự nó cũng đã là một hình thức gian lận, tuy phần lớn là những phương thức hợp pháp. Việc đảng Dân Chủ thông đồng toa dập với truyền thông dòng chính, truyền thông xã hội, nhà nước ngầm, diễn đàn trái chiều đã bàn qua rồi. Xin xem lại bài 150, sách lược chiếm quyền của đảng Dân Chủ chuyện thông đồng thô bạo mới xảy ra đầu tuần lễ này còn lộ liễu hơn xa. Sáng thứ hai 9 tây tháng 11, công ty thuốc Pfizer và hãng đối tác BioNTech bên Đức loan tin thuốc ngừa COVID của họ sẽ đạt mức thành công tới 90%, sẵn sàng để được trình cho cơ quan kiểm tra thuốc xin phê chuẩn. Ngay sau đó, thị trường Dow Jones mở cửa chợ tăng ngay 1.500 điểm, tức là hơn 5%, tuy cuối ngày đã giảm xuống còn hơn 800 điểm. Câu hỏi cho tất cả mọi người, tại sao Pfizer lại chờ đến một tuần sau bầu cử mới công bố thông tin này là tin chắc chắn sẽ giúp Tổng thống Trump rất nhiều? Tại sao không công bố vài ngày trước bầu cử? Nếu bây giờ, thuốc ngừa sẵn sàng tới 90% thì trước bầu cử, tức là chưa tới một tuần trước, chắc cũng phải sẵn sàng tới 70-80% rồi. Sau khi đó không công bố, có bằng chứng cụ thể về gian lận thông đồng giữa đảng Dân Chủ và các đại tập đoàn Pfizer hay không? Dĩ nhiên là không. Nhưng có khét lẹt mùi thông đồng gian manh để xoay chuyển bầu cử hay không? Hiển nhiên là có. Ở đây tác giả xin ghi chú rằng Pfizer là đại tập đoàn bào chế ra thuốc Viagra. Nên nhớ lại, Tổng thống Trump bị các đại tập đoàn bào chế thuốc chống rất mạnh khi ông ra sắc lệnh bắt họ phải tìm mọi cách giảm giá thuốc bán trên thị trường Mỹ để xuống ngang mức với giá bán trên các thị trường Âu Châu. Nếu cụ Biden đắc cử, sắc lệnh này sẽ bị liệng vào thùng rác và quý vị có quyền tiếp tục mua thuốc Mỹ với giá rất cao như hiện nay. chẳng hạn như thuốc Invokana trị tiểu đường bán với giá hơn 600 đô cho một tháng 30 viên và dĩ nhiên việc giữ giá thuốc cao cũng là cách ép thiên hạ phải mua bảo hiểm y tế Obamacare thôi. có bảo hiểm y tế sẽ chỉ phải trả 130 đô trả cho một tháng Invokana theo hiến pháp Mỹ các tiểu bang có quyền ra luật liên quan đến thủ tục và phương thức bầu bán dựa trên điều khoản này nhiều tiểu bang dân chủ then chốt trong bầu cử đã chơi trò mánh mùng thay đổi luật lệ trước ngày bầu để giúp cho cụ biden thắng cử trên nguyên tắc từ trước đến nay bầu bằng thư được chấp nhận trong những điều kiện khắt khe như sau thứ nhất phiếu bầu bằng thư phải được gửi sớm để ủy ban bầu cử nhận được muộn nhất là trong ngày bầu trước khi phòng phiếu đóng cửa và các bao thư phải được cất giữ để lấy dấu bưu điện làm bằng chứng. Thứ hai, các phiếu bầu bằng thư phải có hai người ký tên làm nhân chứng. Thứ ba, khi kiểm phiếu, thì phải kiểm tra mọi chi tiết lý lịch như tên, tuổi, địa chỉ, so sánh chữ ký, kiểm tra nhân chứng, vân vân. Viện lý do đe dọa lây nhiễm của dịch COVID, nhiều tiểu bang đã thay đổi luật bầu cử bằng thư, hủy bỏ gần hết những điều kiện nêu trên. Tại tiểu bang Pennsylvania, thống đốc dân chủ Wolf đơn phương tự ý thay đổi luật bầu cử, bất chấp hiến pháp tiểu bang mà cũng không cần thông qua quốc hội tiểu bang biểu quyết luật hay phê chuẩn để ký sắc lệnh gồm những thay đổi chính như sau. Thứ nhất, thời gian nhận phiếu được gia hạn tới 12 tháng 11 năm 2020, tức là 10 ngày sau ngày bầu cử. Tệ hơn nữa, khi xé bao thư để kiểm phiếu, Phần lớn các bao thư có ghi ngày gửi và nhận bị nhân viên kiểm phiếu thuộc đảng Dân Chủ vứt ngay vào thùng rác, nghĩa là vứt hết tăng chứng ngày. Thứ hai, hủy bỏ điều kiện phải có nhân chứng. Thứ ba, trên nguyên tắc phải luôn luôn có hai người cùng kiểm phiếu, trước sự hiện diện của quan sát viên và của cả hai đảng và của báo chí. Viện cớ cách ly vì sợ lây nhiễm. Năm nay, chỉ cho có một người kiểm phiếu và không cho quan sát viên nào được lại gần 12 feet hay khoảng 4 thước cho tới khi tòa án bắt phải cho người quan sát thì mới cho, nhưng chỉ được đứng cách xa 6 feet. Cũng như không, đứng xa như vậy thì thấy được cái gì? Không cần phải là nhà thông thái, mới thấy rõ tất cả đều là những mánh mung giúp gian lận phiếu một cách dễ dàng, mà hoàn toàn hợp pháp vì tuân thủ theo luật mới của tiểu bang. Phe Cộng Hòa đã kiện thống đốc Wolf ra tòa, vì theo họ thay đổi luật bầu cử phải do Quốc hội Pennsylvania quyết định, chứ một mình thống đốc không có quyền lên đến Tối cao Pháp viện Pennsylvania, họ phán quyết thống đốc có quyền, lên đến Tối cao Pháp viện Liên bang, khi đó thì chỉ có 8 vị, biểu quyết là 4 trên 4, đưa đến kết quả là phán quyết của Tối cao Pháp viện Pennsylvania còn hiệu lực. Ngay sau đó, Bộ trưởng Tư pháp của 11 tiểu bang cộng hòa ra thư phản đối, cho rằng Tối cao Pháp viện Pennsylvania đã vi phạm hiến pháp liên bang vì tuy các tiểu bang có quyền ra luật về bầu cử nhưng việc ra luật mới hay thay đổi luật hiện hữu phải do quốc hội tiểu bang biểu quyết chứ thống đốc hay ngay cả tối cao pháp viện cũng không có quyền ra luật nhóm tốt sảng biện giải bỏ phiếu bằng thư đã có từ cả trăm năm sao trước đây không sao bây giờ lại có gian lận lý luận ngỡ ngẩn vậy mà cũng dám hạ bút xuống viết cho thiên hạ đọc trước đây không có gian lận năm nay mới có gian lận vì tất cả biện pháp phòng ngừa gian lận cố hữu năm nay đã được các chính quyền dân chủ tiểu bang và địa phương tháo gỡ và vứt bỏ hết. Tất cả khóa của cửa nhà đã được tên ăn trộm vứt bỏ hết. Hỏi tại sao bây giờ ăn trộm vào được? Hỏi thế mà cũng hỏi được. Trước đây, chẳng có gian lận gì quan trọng. Hay nếu có gian lận cũng chẳng ai để ý, vì chỉ có lác đác vài triệu phiếu bầu bằng thư trên cả nước. Trong khi đến bây giờ, con số phiếu bầu bằng thư có thể đã tăng gấp cả một hai chục lần, khác nhau rất xa do đó có gian lận qua phiếu bầu bằng thư sẽ có hậu quả lớn, xoay chuyển kết quả bầu cử. Do đó năm nay mới có vấn đề. Trong cả nửa năm chờ trước bầu, đảng Dân Chủ đã hết sức cố gắng hù dọa Covid, cố cổ võ cho bầu bằng thư vì đó chính là cách gian lận dễ nhất. Rồi sẽ ra sao? Hiện nay, đã có cả mấy chục vụ kiện tụng tại ít nhất bốn tiểu bang. Phe Cộng Hòa và Tổng thống Trump có hy vọng thắng và lật ngược thế cờ hay không? kẻ này không phải là chuyên gia luật bầu cử càng mù tịt về hiến pháp cũng không hiện diện làm quan sát viên tại các phòng phiếu do đó không thể viết bừa có gian lận hay không và tổng thống trump sẽ thắng các vụ kiện và lật ngược được thế cờ hay không chỉ có thể nêu câu hỏi và nói cuộc bầu cử năm nay tồi tệ hơn bất cứ cuộc bầu cử nào trong lịch sử chính trị mỹ chưa bao giờ có nhiều trường hợp gian lận hay lịch sự hơn nhiều trường hợp bất thường như năm nay chưa bao giờ có sự thông đồng quy mô giữa một đảng tranh cử với các thế lực ngoại vi như truyền thông trang mạng xã hội đại tập đoàn nhà nước ngầm như năm nay cũng chưa bao giờ có chuyện vài tiểu bang thay đổi luật bầu bán để giúp gà nhà thắng cử lộ liễu như năm nay thể chế dân chủ của mỹ từ trước đến giờ vẫn là ngọn hải đăng để cả thế giới nhìn đến làm gương bắt trước theo bây giờ có lẽ đã trở thành một bài học về cách làm sao chiếm quyền qua những mánh mung hợp pháp và cụ biden nếu đắc cử sẽ đi vào lịch sử như người chiến thắng trong một cuộc bầu cử khít nút và mờ ám nhất trong lịch sử mỹ nhiều người việt tị nạn vui mừng thấy cụ biden đắc cử ai muốn quên quá khứ xóa bỏ hận thù đó là quyền của họ riêng kẻ này không thể nào quên một cái hận mất nước vào tay việt cộng bị xua đuổi bất đắc dĩ trở thành mỹ giấy một anh tị nạn dị ứng trâm nạn đã vô hình chung viết một câu thật chí lý xin trích điều thú vị là trong cuộc bầu cử năm nay không cần biết coi tướng số chỉ cần nói bạn bầu cho ai người ta biết ngay bạn là người như thế nào xin hết trích không sai một chút nào một người đã liên tục biểu quyết giết miền nam việt nam để việt cộng chiến thắng sau đó liên tục biểu quyết không cấp một xu nào để cứu trợ dân tị nạn mà vẫn có những người Việt tị nạn bỏ phiếu cho ông ta, đủ nói lên quá đầy đủ lòng yêu nước và nhất là tính tự trọng của loại tị nạn đó. Loại tị nạn đó đã mất quyền phất cờ vàng và khoác cái áo chống cộng trên lưng rồi. Tuy họ có quyền đấm ngực tự xưng là dân Mỹ, chọn cụ Biden vì quyền lợi của nước Mỹ hay quyền lợi của cá nhân họ. Bất kể cụ Biden đắc cử nhờ gian lận hay chính danh, bất kể nước Mỹ dưới thời Tổng thống Biden có trở thành vĩ đại hay không, riêng đối với kẻ này, No, sir. You are not my president. Now and forever. Không, ông không phải là tổng thống của tôi. Vĩnh viễn không. Ai muốn chửi tôi cuồng, tôi chấp nhận. Tôi cuồng Việt Nam. Quý vị vừa nghe xong bài viết số 151 có tiêu đề Câu chuyện gian lận phiếu. Bài viết của nhà báo Vũ Linh được đăng trên diễn đàn trái chiều. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.